Sáng ngày 31 tháng 5, Tòa án Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử Nguyễn Xuân Hương Trang, hay gọi là Trang Nemo, sinh năm 1992, cùng đồng phạm, cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Đồng phạm của Trang Nemo là Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương, sinh năm 1999, và Phan Hoàng Nam, sinh năm 1998. Đối với bị can Nguyễn Phước Tuấn, sinh năm 1991, ngày 18 tháng 1 năm 2023, bị can đã tử vong tại nơi cư trú. Vì vậy, tháng 3 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 1 đã đình chỉ điều tra với bị can Tuấn. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trang vắng mặt, luật sư bảo vệ cho bị cáo Trang cho biết, đêm ngày 30 tháng 5, ông nhận được tin nhắn của gia đình bị cáo về việc thân chủ đã nhập viện. Khi được tòa hỏi giấy tờ liên quan thì luật sư bào chữa nói chỉ có tin nhắn. Chủ tọa yêu cầu luật sư chuyển tin nhắn trên cho thư ký phiên tòa để xem xét. Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1 đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử thông báo do bị cáo Trang Nemo nhập viện, đây là trở ngại khách quan nên quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo. Đồng thời, hội đồng xét xử cũng thông báo phiên xét xử Trang Nemo và đồng phạm được mở lại vào chiều ngày 16 tháng 6. Sáng ngày 31 tháng 5, ông Trần Tiến Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ xác nhận, khoảng 3 giờ sáng nay, lửa bốc cháy từ tầng 2 của cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm TH ở đường Phan Châu Trinh, gần cầu Tam Kỳ, thuộc khối phố 1, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ. Theo người dân địa phương, vụ cháy xảy ra nhiều tiếng nổ. Đến 4 giờ cùng ngày, vụ cháy được dập tắt. Sau khi vào được bên trong căn nhà, lực lượng phát hiện ở tầng 2 có một cụ bà 102 tuổi, còn sống nên đã nhanh chóng đưa ra ngoài, đưa đến bệnh viện điều trị. Lực lượng chữa cháy đã phát hiện tại khu vực cầu thang nối tầng 1 lên tầng 2 có hai nạn nhân đã tử vong, được xác định là ông T và bà H. Ngày 31 tháng 5, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Hoàng Việt, 18 tuổi, ngụ xã Cư Ê Bư, thành phố Buôn Ma Thuột, về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, ngày 7 tháng 9 năm 2022, em B, 13 tuổi, điều khiển xe đạp điện, chở chị gái tên U đi học. Khi đến giao lộ Phan Bội Châu, Đoàn Doãn Định, thành phố Buôn Ma Thuột thì va chạm với xe máy do T, 17 tuổi điều khiển, chở theo Quy, 17 tuổi, đều là học sinh trường Trung học Phổ thông Chu Văn An. Vụ tai nạn khiến 4 người đi trên 2 xe bị thương, trong đó 3 người bị thương nhẹ, riêng U bị chấn thương sọ não, thương tật 97%. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột, quá trình tham gia giao thông, T thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn, từ đó dẫn đến tai nạn. Cơ quan công an cũng xác định Trần Hoàng Việt là người đã giao xe máy cho T điều khiển, dù biết học sinh này chưa đủ 18 tuổi và không có giấy phép lái xe. Sau vụ tai nạn, ba mẹ em U phải bán nhà, đi ở trọ để có chi phí cứu chữa cho con. Hiện chi phí điều trị thuốc men, tập vật lý trị liệu lên tới 20 triệu đồng mỗi tháng. Khoảng 7 giờ ngày 31 tháng 5, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Huỳnh Tấn Phát, đoạn qua xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Vào thời điểm trên, xe container do tài xế Trần Đình Tám, sinh năm 1990, và phụ xe Đỗ Thành Duy, sinh năm 1990, cùng trú tại tỉnh Nam Định, điều khiển, đang chở dừa lưu thông theo hướng từ vòng xoay Phú Hưng về vòng xoay xã Hữu Định, huyện Châu Thành, Bến Tre, bất ngờ mất lái tông vào trụ đèn bên đường rồi lật ngang. Vụ tai nạn làm đầu xe bị biến dạng hoàn toàn, tài xế được cứu ra ngoài, phụ xe Duy bị mắc kẹt trong cabin. Sau gần 1 giờ, công tác giải cứu đã thành công và đưa được anh Duy ra ngoài. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định số 599 trên QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay xảy ra ngày 5 tháng 4 đối với máy bay trực thăng Bell 505, số hiệu đăng ký quốc tịch VN8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng tại khu vực biển giáp ranh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, Hải Phòng. Tổ chuyên gia gồm các chuyên gia của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam,
Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng không, các chuyên gia của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không Không quân, Quân chủng Hải quân, Binh đoàn 18. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có thành viên thuộc Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay có văn bản cử người gửi về Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 10 tháng 6. Ngày 30 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt bị can để tạm giam Trần Hữu Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hiệp, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tấn Mỹ và Phan Thái Thanh, Kế toán Ủy ban Nhân dân xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về hành vi tham ô tài sản. Trước đó, ngày 24 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đồng loạt thực hiện lệnh bắt và khám xét 10 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của hai bị can Trần Hữu Đức và Phan Thái Thanh và ba đối tượng khác, thu nhiều tài liệu chứng cứ có liên quan đến hành vi lập khống chứng từ quyết toán, chiếm đoạt ngân sách nhà nước với số tiền hơn 550 triệu đồng. Bước đầu, bị can Trần Hữu Đức và Phan Thái Thanh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và những người có liên quan.